Xin chào các bạn, lần này hãy cùng mình tìm hiểu về ý nghĩa của logo SEA Games 31 và linh vật sao la nhé. Đầu tiên, logo SEA Games 31 chính là tác phẩm của họa sĩ Hoàng Xuân Hiếu, mang hình tượng cánh chim bay lên, bàn tay chữ V, thuyên minh về biểu trưng của SEA Games 31. Họa sĩ Hoàng Xuân Hiếu cho biết, ý tưởng để ông sáng tác mẫu biểu trưng cánh chim bay lên, bàn tay chữ V được bắt nguồn từ hình ảnh các vận động viên Việt Nam đặt bàn tay lên ngực trái, mắt hướng về lá cờ Tổ quốc và hát quốc ca trong các sự kiện thể thao. Chính vì thế, tác giả muốn gửi gắm thông điệp về đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có ý chí vươn lên với nghị lực phi thường cùng khát vọng chiến thắng. Còn với biểu tượng của linh vật SEA Games, hình ảnh con sao la với dáng đứng hiên ngang, khỏe mạnh, tươi tắn, thông minh và nhanh nhẹn đã được lựa chọn trở thành linh vật của đại hội. Lý giải về sự lựa chọn biểu tượng, tác giả Ngô Xuân Khôi chia sẻ, sao la là một trong những loài thú quý hiếm nhất của thế giới, sinh sống trong núi rừng Việt Nam, Lào và không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Việc lựa chọn sao la làm linh vật của SEA Games 31 không chỉ nhằm tuyên truyền về công tác bảo vệ động vật quý hiếm, mà còn giúp bạn bè trong khu vực quốc tế hiểu thêm về những giá trị rất đặc biệt mà thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước Việt Nam.